Today is all about me. Here's something from the past. I don't want to get my wedding dress dirty. Now I can finish my vows. Courage, my friend. Courage. Till death do us part. I want a house, kids, and dogs, and guns. Can I kiss the groom yet? Hello, everybody. Welcome to my wedding. Bấm like ngay fanpage Grana Liên Quân Mobile và chọn nhận thông báo để biết tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về một cái trang phục mới và ngày mai sẽ được ra mắt của Liên Quân Mobile, đó chính là The Violet đã là vợ người ta. Trời ơi, trang phục này đẹp cực kỳ nha các bạn. Trời ơi, nhìn nó chất chưa? Các bạn có thể thấy rằng thì hiện tại, ui ôi, nhìn này. Trời ơi, nhìn đẹp dã man con ngan luôn các bạn. Trời ơi, vãi cả lúa. Ui liều ơi, nhìn này. Ê, ghê chưa. Trang phục này theo mình thấy, cảm giác của mình nó cực kỳ đẹp các bạn ạ. Ok, để mình sẽ test cho tất cả các bạn xem lại một lần nữa về cái trang phục của vị tướng Violet này nha. Đây là trang phục bậc SS nhưng mà mình cảm giác nó quá đẹp luôn. Trên cả SS luôn các bạn ạ. Đó, nhìn này, mới vào này, đó. Wow. Trời. Úi giời. Kinh chưa? Các bạn thấy kinh chưa? Thực ra trang phục mình thấy cảm giác nó rất là đẹp các bạn ạ. Không biết thì các bạn nghĩ sao về cái trang phục này nhưng mà hiệu ứng hình ảnh của nó là mình thấy khá là chất rồi đấy. Về trang phục này thì nếu như các bạn có hai hoa cưới từ ngày 12 đến ngày 15 ấy thì có thể sử dụng hai hoa cưới để đổi hai lượt chơi free cái sự kiện đám cưới vợ người ta từ ngày mai nha các bạn, từ ngày 18 tháng 10 nha. Đó, mình sẽ cộng lên, mình sẽ test cho tất cả các bạn xem luôn nè. Ôi đẹp vãi lều các bạn ạ. Để mình test hiệu ứng kỹ năng chiêu 1 cho các bạn này. Chiêu 1 là bắn à. Ui, chiêu 2 đẹp thế. Chiêu 1 này thì nó bắn kiểu như màu hồng, cái đạn màu hồng các bạn. Và để mình chiêu 2 là bắn ra một cái thùng có rất là nhiều bong bóng trái tim các bạn ạ. Bắn ra một cái thùng chiêu cuối này. Bùm chiêu. Chiêu cuối nó giống như là cái kim cương hay sao ấy nhở? Phải không ta? Mình chưa nhìn rõ chiêu cuối nữa các bạn ạ. Từ từ đã, để mình từ mình nhìn rõ coi nào. Ui, trời ơi, má ơi, hiệu ứng biến về kìa. Đẹp chưa? Các bạn thấy hiệu ứng biến về nó có thể nói là cực kỳ gắt luôn. Trời ơi, vãi đều. Trời ơi, được không? Đẹp vãi trời. Trời, cái này chắc mình chơi mình thôi, mình cầu mong cho nó hết máu đi rồi biến về cho nó nha. Để biến về cho nó về quá. Ôi, hiệu ứng biến về đẹp vãi các bạn ạ. Trang phục này thì mình thấy hiệu ứng hình ảnh là một cái điểm cộng này. Rồi hiệu ứng kỹ năng chiêu 2 và hiệu ứng biến về là mình thấy là đẹp nhất của cái trang phục này các bạn ạ. Ủa, nhìn nhảy tung tăng kìa, quăng trái tim này. Rồi biến về mà cái ấy vẫn còn luôn các bạn. Biến về mà cái cầu thang nó vẫn còn hiện luôn ấy. Đeo cái gắt. Chiêu cuối thì mình thấy nó giống cái ấy các bạn ạ. Nó giống như kim cương ấy, hoa kim cương ấy. Ôi, chiêu 2 này, chiêu biến hiệu ứng biến về này các bạn. Ôi, ghê chưa. Cực kỳ đẹp luôn. Ôi, trang phục này có mà chết nhau không ơi chứ. Ôi, anh ơi.
Úi giời ơi, chiêu một thì bùm nè, hoa kim cương các bạn ạ. Chiêu cuối là hoa kim cương ấy. Các bạn có thể nhìn kỹ thì mình thấy là giống như là một bông hoa kim cương ấy, gắt nhờ. Đó, chiêu 2 các bạn, mình thấy chiêu 2 đẹp không? Các bạn thấy chiêu 2 đẹp không? Chiêu 2 là quăng ra giống như một cái hộp quà. Mà trong hộp quà đó thì rất là nhiều bong bóng hình trái tim nó bay lên. Nhưng mà mình kết nhất thì vẫn chính là cái hiệu ứng biến về của trang phục Violet người ta này các bạn ơi. Trời đất ơi, xinh đẹp, xinh đẹp vãi lều ra, trang phục của xinh vãi lều ra các bạn ạ. Và đặc biệt thì nó có hiệu ứng kỹ năng chất, cái này gọi là cực kỳ chất luôn. Đầu tiên thì chính là cái hiệu ứng kỹ năng chiêu 2 mà mình cảm thấy nó khá là lưu lại. Và đặc biệt ý, đặc biệt của cái trang phục này chính là hiệu ứng biến về các bạn ơi. Ủa ơi, nhìn hiệu ứng biến về nó đẹp kinh luôn ý. Thật, quá là xuất sắc về trang phục này với cái hiệu ứng biến về luôn các bạn ạ. Còn cái chiêu cuối thì nó bắn ra một cái bông hoa, bông hoa mà kiểu giống như là cái kim cương ấy, hoa kim cương ấy các bạn. Trong cảm giác của mình là như vậy, không biết thì các bạn nghĩ sao. Ủa, chất chưa? Này thì xạo xạo này. Còn hiệu ứng hình ảnh thì các bạn có thể thấy lúc đầu mình mới vào, mình đã cho các bạn xem ở đây. Xuất hiện với cái nền khá là đẹp. Nền với cái những cái cầu vòng giống như là ở trong cái đám cưới ấy. Trông nhìn rất là bắt mắt luôn. Đó, chiêu 2 kìa. Hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 5 hay 6 cái quả bong bóng gì các bạn ạ. Ôi, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Đó, khơi không? Nhìn này, về đến nhà vẫn còn nha các bạn. Đó, ok thật chứ. Vãi lúa. Úi ạ, úi ạ, úi ạ, úi ạ. Không biết các bạn nghĩ sao về cái trang phục Violet vợ người ta này. Violet là một cái vị tướng, có thể nói là một cái con tướng mà có nhiều trang phục nhất của Liên Quân Mobile các bạn nhỉ. Thật sự luôn, mà cái con tướng này nó vô cùng hot. Nó hot rất là, gọi là rất là nhiều meta, mà nó luôn là cái con tướng mà có thể nói là rất nhiều người sử dụng. Mình thì mình rất là thích chơi Violet từ cái mùa đầu luôn rồi các bạn ạ. Từ cái mùa đầu luôn ý. Từ cái khi mà vị tướng này Violet nó mới ra mắt lúc đầu gọi là xuất hiện của Liên Quân Mobile luôn ý. Mình đã thích chơi từ khi đấy luôn rồi. Mà mình có khả năng chơi Violet rất là tốt luôn. Đây là này, cộng thêm với cái trang phục Violet này thì ui ôi chết chưa, chết chưa. Các bạn có ai hóng clip Violet với trang phục vợ người ta đi đánh hạng không? Mai mình sẽ làm clip về Violet trang phục bọn người ta đi đánh hại cho tất cả các bạn xem nhá. Ủa còn cái chiêu 1 khi nó lộn một cái nó rồi vác cái gì đây? Vác cái gì nhỉ? Vác cái gì mà có hình trái tim ấy nhỉ? Kìa có một trái tim kìa các bạn, thấy không? Thấy trái tim không? Nhưng mà mình thấy súng thường đẹp hơn, vác cái đó nó lại không đẹp bằng cái súng thường. Súng thường này nhìn nó chất hơn, chất phát hơn các bạn ạ. Rồi thì nói chung là mình muốn test sơ qua về cái trang phục mới mà ngày mai được ra mắt của Liên Quân Mobile, trang phục Violet vợ người ta các bạn ơi. Đó, ui ôi, ui ôi, ui ôi. Các bạn nghĩ sao về cái trang phục mới này? Theo như mình thấy thì đây là một cái trang phục bậc SS thôi, nhưng mà mình cảm giác nó còn trên cả bậc SS nữa các bạn ạ. Rất là chất. Rồi, thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau nha. Các bạn cảm nghĩ sao khi mà xem xong cái clip của mình? Nghĩ sao về cái trang phục mới của vị tướng Violet vợ người ta này? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye. Thật sự đây là một cái trang phục rất là đẹp. Chất chất chất.